Xin được mến chào mọi người. Trong cái viết này thì chúng ta sẽ cùng bàn ba trong rất là nhiều cái cách để mà giải nghiệp, để mà thu hút một đối tượng nào đó hoặc một cái điều may mắn gì đó. Thường thì cái viết này sẽ phù hợp cho những ai mà khao khát muốn mong muốn giải nghiệp cái tiền kiếp của chúng ta theo quy luật nhân quả, và những đối tượng thật sự khó khăn, lận đận tình duyên và công việc không được hanh thông, hoặc là những ai mà có cuộc sống bình thường và muốn nâng cao phát triển năng lực, nâng cao cái tần số của bản thân của mình lên. Và chúng ta biết đó, là cái việc nâng cao cái tần số năng lượng của bản thân lên là một cái điều rất là đáng quý, và đó là chúng ta đang thu hút những cái điều tốt đẹp hơn, may mắn hơn đến với chúng ta nha. Mình chỉ nói là ba trong nhiều cách thôi, còn mọi người có những cách khác thì mọi người cứ vận dụng nhé. Cái thứ nhất á, là mình sẽ tạo phước. Mình sẽ tạo phước, và tạo phước ở đây là cho ai ạ? Mình đơn giản lắm, cho bố mẹ nè, cho bản thân nè, cho vong nè, và cho những sinh linh mà mình bắt gặp trong cái kiếp sống này. Cái việc đầu tiên của chúng ta đó là phải tìm về tới bố mẹ. Cho dù mất rồi hay chưa mất, chúng ta cũng phải nghĩ tới cái công ơn đó. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa hỏi thăm, chúng ta chưa làm một cái điều gì đó thể hiện tình thương cho bố mẹ, thì ngay từ bây giờ hãy quay về. Ở xa thì gọi điện hỏi thăm, gửi quà, gửi tin nhắn, gửi hình ảnh. Ở gần thì hãy quan tâm nhiều hơn, chia sẻ cái cảm xúc của bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ có ốm đau bệnh tật thì vui lòng chăm sóc một tí. Điều đó nó rất quan trọng. Tiếp nữa là biết ơn với ông bà tổ tiên. Nhà có bàn thờ gia tiên thì chúng ta đừng có nên bỏ qua. Sáng ra khẩn chào một cái, tối đi về khẩn chào một cái. Cái việc đó nó rất là hay, thể hiện của bản thân mình có cái sự biết cung kính nè, biết khiêm nhường nè, biết tôn trọng nè. Nó cũng là một cái cách để mình tăng cái năng lượng bản thân mình lên đấy. Yêu thương bố mẹ nè. Tiếp theo đây là yêu thương chính mình. Đã bao lâu rồi các bạn chưa cho mình một bộ áo mới, chưa cho mình những cái món mà mình thích ăn, những cái nơi mà mình muốn đến. Đã bao lâu rồi mình cứ suy nghĩ những suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực phải cho người khác. Bao lâu rồi mình ngủ quá khuya, thức quá khuya chỉ để nghĩ những điều rất là mông lung, vẩn vơ và tiêu cực. Ngay từ bây giờ, hãy quay trở về sống với bản thân của mình. Mình nên đối đãi tốt với mình, để bản thân của mình tỏa ra một nguồn năng lượng khác, thu hút những người khác yêu thương mình. Các bạn có thể đến những nơi mà mình thích trong thời gian ngắn hạn, hoặc xóa mình ra với thiên nhiên. Trước kia đã từng vội vàng hấp tấp để làm một cái điều gì đấy, thì bây giờ hãy cố gắng tranh thủ cho bản thân mình được thoải mái, ăn món ăn mình thích. Nó không mất nhiều thời gian, mình không quá mất nhiều tiền. Đơn giản là mình ăn một chút. Cái tiếp theo là mọi người hãy theo đuổi cái đam mê của mình, dù chính thống hay không chính thống. Nếu đã có đam mê gì thì hãy giữ nó và theo đuổi nó, trong giấc mơ cũng được. Bạn mê đầu bếp, hãy thực hiện những cái món ăn cho chính mình và gia đình của mình. Mê hát mà không được đi hát thì cứ hãy hát ở trên mạng xã hội. Đơn giản vậy thôi. Hoặc là bản thân mình còn muốn tham gia vào cái một lớp học nào đấy, online, offline hay là đọc tìm hiểu ở trên web, hãy lao mình vào, hãy thực tập đi. Đừng bao giờ để cho giấc mơ của mình chết. Cho dù sau này không làm được cái điều đó, nhưng mình vẫn có cái động lực cho chính mình sống trọn vẹn, sống vui ở thời điểm hiện tại. Sau khi đối đãi tốt với chính mình rồi, thì các bạn sẽ phải đối đãi tốt với những cái sinh linh, sinh mạng khác, dụ con vật. Chúng ta sẽ đi thả cá phóng sanh, đi đến chợ,
có gặp những con cá, ví dụ như là cá trê, cá trạch đấy, cá trê, cá trạch nhỉ, cá trạch thì nó cỡ bằng cái đầu ngón tay ấy mọi người. Mọi người mua tầm 1 ký, 1,5 ký hoặc 2 ký tùy hỷ. Mọi người đi thả cá, thả những cái nơi mà nó an toàn, vùng nước không chảy xiết á, không thả trên chảo dầu chiên là được rồi nhé. Mọi người có thả ở nơi mà mọi người nhắm nó có thể đi xa hơn, nó có thể bơi xa hơn ấy, thì mọi người thả. Và cũng phải trang bị cho mình cái chỗ nó an toàn, ví dụ đi dép này, mặc quần áo lỏng này ha. Khi thả thì mọi người chỉ việc là cầu chúc cho những sinh linh đó, cầu chúc cho những cái sinh mạng đó là được sống vui và sống hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Sau đó là mọi người đứng lên nhé, mọi người đứng lên, đứng mặc niệm giùm mình trong tầm khoảng 1 phút gì đấy thôi, thì mọi người sẽ nói vọng ở trong tâm rằng nếu như ai có đạo thì cũng niệm Phật đấy. Xong đó thì cũng nói ra là hôm nay là ngày bao nhiêu đó, con cũng phát nguyện thả cá phóng sanh và xin hồi hướng công đức cho cửa huyền tất tổ hai bên nội ngoại được siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng công đức cho bố mẹ con, anh em, họ hàng, quyến thuộc nhà con được sống vui, sống khỏe, bình an. Xin hồi hướng công đức cho những vong linh đang còn tổn thương, duyên nợ trần và tái sanh. Xin được hồi hướng cho chính bản thân mình được giải hết nghiệp chướng từ bao đời tới nay. Xin hồi hướng cho chính bản thân mình được mở duyên trần và kết nối với một người bản thân của mình muốn có đức tính gì đó thì mình nói ra nè, hoặc là có một cái ước mơ gì, ví dụ như là ai mà trong hôn nhân tan vỡ thì mọi người sẽ nói là hồi hướng cho chính mình được kết nối duyên lại lần nữa với anh đấy, với chồng mình tên gì, hoặc công việc không hanh thông thì mọi người là hồi hướng cho chính mình trên cái con đường công việc nó được suôn sẻ hơn đấy, nó cụ thể ra nhá, chỉ bấy nhiêu thôi. Sau đó mọi người sẽ làm phước cho ba cánh bằng cách như sau: thấy người khốn khổ mọi người cho tầm 2.000, 5.000, 10.000 tùy hỷ. Có thể thấy họ cần gì thì cho nấy, ví dụ thấy họ đói thì cho bánh, cho gạo hoặc là cho cơm. Thấy họ cần tiền thì cho họ tiền nhá, cho bằng với cái tấm lòng hỷ xả từ bi của chính bản thân mình. Cho đi đến khi nào mọi người cho đi mà mọi người có một cái cảm giác nó lâng lâng tuyệt vời ở trong người á, nó rất là hay. Tháng sau, ví dụ như tháng sau hoặc là cái khi nào đó mọi người có đủ điều kiện thì mọi người sẽ lên chùa. Không nhất thiết phải lên chùa, có những người đạo quá mọi người không lên chùa được thì mọi người đi vào những cái trung tâm từ thiện hay là trại trẻ mồ côi, người già neo đơn đó. Mọi người đem tầm 10 kg hoặc là 25 kg gạo đó tùy công đức của mọi người. Mọi người đến gửi cái tấm lòng thành cho những người ở đấy. Xong mọi người vẫn tiếp tục đứng tầm 2 phút là mọi người mặc niệm ra khấn ở trong tâm y chang như lần đầu. Mọi người cũng khấn hôm nay là ngày bao nhiêu, con là cũng có phát nguyện đó là công đức gạo và những cái thứ mà các bạn đem theo, ví dụ như mì hay là sữa gì đấy, nó cho cái nơi nào đấy đó. Con cũng xin hồi hướng công đức cho cũng tiếp tục lại cửa huyền thất tổ hai bên nội ngoại, rồi cho bố mẹ, rồi cho vong linh, rồi cho bản thân mình, rồi cho bà tánh đấy. Và cũng nói cái điều mà mình mong ước ra nó cụ thể rõ ràng ra ha đấy. Càng cụ thể bao nhiêu thì cái điều nó càng dễ xảy ra bấy nhiêu. Cái việc mà mọi người cầu nguyện á, là mọi người gửi cái thông điệp đó lên vũ trụ, gửi cái thông điệp mình cầu á, lên vũ trụ. Và vũ trụ lúc đó là sử dụng cái luật hấp dẫn, đó là sẽ gửi trao lại cái điều mà mình mong muốn. Ví dụ như là mình mong muốn kết nối lại với cái người đó, cụ thể là người nào, thì cái quá trình nó sẽ nhanh hơn so với cái việc mà mọi người là cầu cho con được hạnh phúc, là nó sẽ chậm hơn. Để cho nên là cụ thể càng tốt nha. Sau khi mọi người công đức xong rồi á, mọi người về gia đình có bàn thờ gia tiên thì mọi người
cũng đứng khấn đấy. Bây giờ chúng ta trở về với gia tiên này. Mỗi tháng à, mỗi sáng thì ra chào một tiếng, chắp tay chào cung kính, tối về cũng chắp tay chào cung kính rồi quỳ lại. Quỳ lại thể hiện ra cái sự tôn trọng này, ăn vạ này. Con cũng xin là ăn vạ, hay là con cũng xin gửi lòng thành tới cửu huyền thất tổ, dòng họ nhà gì đấy. Thì con cũng cầu xin các vị xây đường, hay là gọi là cho con tìm được một cái đường lối nó tốt, nó phù hợp trong cái mối quan hệ này nếu như mà đang rắc rối nhá. Hoặc là xin các vị xe đường, hoặc là xe duyên cho con kết nối với anh gì đấy. Đấy cũng như cái lời mình khẩn nguyện cái lúc hai cái lúc trước. Và thêm một cái nữa là con xin phát nguyện nhá. Con xin phát nguyện hành thiện nhiều để hồi hướng công đức cho các vị, và con xin tạ lễ cho các vị. Thì cái lễ ở đây là mỗi tháng mình cái ngày nào đó tùy mình nghĩ ra, để mình sẽ dâng hương hoa, trái cây, bánh trái, hay là cái món mà các vị thờ sinh thờ các vị thích ấy. Đấy. Sau khi phần gia tiên rồi, bây giờ tới lượt phần chính bản thân của mình. Cái chính bản thân của mình đó là phải bước vào cái con đường tu tập bằng cách tập yoga hoặc là thiền định. Yoga cũng tốt mà thiền định nó càng tốt. Trong cái giai đoạn thiền định á, mọi người sẽ xóa bỏ hết mọi cái suy nghĩ, mọi cái sự tham lam, cái suy nghĩ nó linh ta linh tinh của mọi người. Giai đoạn thiền là thiền tĩnh của mọi người, là mọi người phải cho những cái dòng năng lượng tiêu cực đó đi hết. Mọi người phải quay về với cái hơi thở của mình, làm cho tâm trí của mình trống rỗng nhất có thể nhá. Mỗi cái lần thiền như vậy á, mọi người sẽ thanh lọc được những cái điều tiêu cực, cũng như là làm cho bản thân của mình nó tỉnh lại, nó sống chậm lại. Một khi các bạn đi chậm thì các bạn sẽ tỏ tường được hết rất là nhiều thứ đó. Thiền yoga nhé. Tiếp nữa là mình phải có một cái quyển nhật ký, mình phải kê khai ra cái lỗi của mình, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì. Nếu như điểm yếu thì mình tiết chế lại, mình cố gắng không làm. Cái thứ hai nữa là cái điểm mạnh của mình phát huy nó lên. Cái nữa là mọi người phải viết ra cái kế hoạch ngày hôm nay chúng ta làm gì, mai làm gì, phải viết ra và bám sát theo cái kế hoạch đó mà làm, rồi soi chiếu lại coi những cái lỗi của mình là gì mình phải sửa. Đặc biệt những ai có cái mối quan hệ nó đổ vỡ thì mình phải biết được lý do, nguyên nhân vì sao đổ vỡ, và bây giờ cứu lại, cứu vớt lại nhé. Để ý lại cái cảm xúc của mình trước và thiền, trước thiền và sau thiền nó là cái gì, rồi từ đó để biết được cái trực giác của mình nó đã tốt lên như thế nào. Bản thân của mình cần phải ngủ trước 11:30, thiền cho mình là lúc 5 giờ sáng và 8 giờ tối. Mọi người có thể dùng đá để tăng năng lượng, để nhờ cái năng lượng của đá giúp đỡ mình có cái sự hanh thông hơn trong trí tuệ, có cái sự tiêu đi cái nhiệt điều tiêu cực nó rất là nhanh. Và cái đá đó cộng với cái quá trình của mình tu tập á, nó sẽ kéo cái quá trình đó tiến đến với mình một cách nhanh hơn. Và cái quá trình tu tập của một người hành thiền tu phước đó, một người phải kéo dài ngày này qua ngày khác, cố gắng không bỏ sót. Cái quan trọng là bản thân của mình soi chiếu lại chính mình rồi tu sửa. Tu tập chính là tu tâm, tu tánh, dừng lại xem xét và sau đó sửa đổi. Và tập là mỗi ngày đều tập luyện cái điều đó, cố gắng không bỏ sót. Mọi người có thể thiền nằm hoặc thiền ngồi tùy ý, nên tiếp xúc nhiều với thiên nhiên để thiền, để gọi là cái linh hồn của mình đó được kết nối với thiên nhiên. Và mọi người biết một điều đó là sức mạnh của thiên nhiên rất vĩ đại. Hãy đọc sách nhiều lên, hãy đọc những cái quyển sách mà bản thân mình cảm thấy thu hút, cho dù nó là chủ đề gì.
chủ đề gì không cần quan trọng. Mọi người không cần phải là dạy con làm giàu hay bứt phá tư duy. Hãy đọc các quyển, có thể là tiểu thuyết cũng được, nhưng mang một cái âm hưởng tích cực và cho mọi người một cái nguồn năng lượng tích cực. Mọi người đam mê đọc nó, không ép mình phải làm một cái điều gì mà mình không muốn. Cố gắng ăn uống điều độ, giữ cho cơ thể ấm. Mọi người có thể là tập thể à không, cái này không phải là có thể mà mọi người phải tập yoga hoặc mọi người tập thể dục nhẹ vào buổi sáng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào tầm 8 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng. Mọi người nên tiếp xúc nhiều với những cái con người tích cực, nói nhiều, cười nhiều và có cái óc tư duy. Mọi người nên tiếp xúc nhiều với đá thiên nhiên, đá quý thiên nhiên, bởi vì nó có nguồn năng lượng rất là tích cực, rất là cao để hỗ trợ trong và ngoài. Trong lúc thiền hoặc ngủ, mọi người có thể nghe cái nhạc thiền, nghe cái nhạc làm bản thân của mình dịu dàng, thoải mái nhất. Tuyệt đối tránh cái việc đó là xem những cái dòng nhạc u uất, xem những bộ phim rơi nước mắt trầm cảm. Hãy chiều bản thân của mình với những cái chậu ngâm chân thải độc đơn giản tại nhà bằng xả gừng, vỏ chanh hoặc là muối. Rồi trên đây là những cái điều mà các bạn rất là quan trọng mà quý vị, xin lỗi các bạn ha, là quý vị cần phải làm. Ba cái cách này là chúng ta vận dụng quy luật lớn và quan trọng trên vũ trụ. Thứ nhất là quy luật nhân quả bằng cách hành thiện tích phước. Thứ hai là quy luật hấp dẫn bằng cách thiền tĩnh và yêu quý bản thân của mình. Hai cái quy luật lớn nhất của vũ trụ hiện nay đó là như vậy. Mến chúc mọi người có cái động lực, có cái tinh thần để tu tập mỗi ngày, và mỗi ngày mọi người rèn luyện trong vòng 1 tháng rưỡi, người nào cao lắm là 2 tháng rưỡi, mọi người sẽ nhận thấy được những cái sự thay đổi từ ở trong cái tâm tính của mình, và sau đó mọi người sẽ cảm nhận cái cuộc đời này nó có quá nhiều sóng gió, nhưng một cái sóng gió tiếp theo mọi người bước qua nó thật là nhẹ nhàng.